Xin chào các bạn đang đón xem video của Khai Sáng. Không thể phủ nhận một điều, trái đất ngày càng chật chội, ước mơ biến sao Hỏa trở thành thuộc địa của con người càng trở nên cháy bỏng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy, sự sống trên sao Hỏa có thể thúc đẩy nếu bầu khí quyển của hành tinh đỏ có thể cải tạo để trở nên đặc hơn và ấm hơn. Vậy cụ thể có thể làm thế nào để cải tạo sao Hỏa? Mời các bạn đến với video này của Khai Sáng để cùng tìm hiểu. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi mỗi ngày. Một sứ mệnh của con người lên sao Hỏa là chủ đề khoa học viễn tưởng, kỹ thuật, hàng không vũ trụ và các đề xuất khoa học từ thế kỷ 19. Các kế hoạch bao gồm các đề xuất hạ cánh trên sao Hỏa, cuối cùng định cư và cải tạo địa hình hành tinh, trong khi sử dụng các mặt trăng Phobos và Deimos của nó. Việc thăm dò sao Hỏa là mục tiêu của các chương trình không gian quốc gia trong nhiều thập kỷ. Công việc sơ bộ của các nhiệm vụ liên quan đến các cuộc thám hiểm của con người đã được thực hiện từ những năm 1950, với các nhiệm vụ theo kế hoạch thường được tuyên bố là diễn ra từ 10 đến 30 năm trong tương lai khi chúng được soạn thảo. Danh sách các kế hoạch sứ mệnh sao Hỏa phi hành đoàn cho thấy các đề xuất nhiệm vụ khác nhau đã được đưa ra bởi nhiều tổ chức và cơ quan hàng không không gian trong lĩnh vực thám hiểm không gian này. Các kế hoạch đã thay đổi từ các cuộc thám hiểm khoa học, trong đó một nhóm nhỏ 2-8 người đến thăm sao Hỏa trong khoảng thời gian vài tuần hoặc một năm, cho đến sự định cư vĩnh viễn trên sao Hỏa. Trong những năm 2010, nhiều cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu và châu Á đã phát triển các đề xuất cho các sứ mệnh của con người lên sao Hỏa. Họ hiện đang phát triển và thực hiện các công nghệ. Cuối năm ngoái, Elon Musk tự tin khẳng định khi năm 2026 tới, ông sẽ đưa được con người lên sao Hỏa. Nhưng tên lửa du hành không chạy bằng nhiên liệu tự tin, niềm tin hay bất cứ đức tin nào khác. Hiện tên lửa vẫn phải vận hành bằng nhiên liệu đốt và một loạt những bước tính toán phức tạp. Vậy nhưng đưa con người lên sao Hỏa vẫn không phải là phần khó khăn duy nhất của sứ mệnh khám phá hành tinh đỏ. Sống trên sao Hỏa lại là một thách thức lớn hơn. Sao Hỏa có bản sắc riêng, là một thế giới khô cằn không thể so sánh với trái đất, nơi nước chiếm khoảng 75% bề mặt. Vì vậy, sứ mệnh làm cho sao Hỏa có thể sinh sống được với con người là cực kỳ khó khăn. Những người khai hoang đầu tiên sẽ được giao nhiệm vụ biến sao Hỏa thành một môi trường có thể duy trì sự sống. Nói một cách đơn giản, cần địa hình hóa sao Hỏa, có nghĩa là các điều kiện khí quyển trên sao Hỏa cần được điều chỉnh để chúng giống với trái đất hơn, để con người có thể sống, hít thở và sinh sản tự do. Chắc chắn, đó sẽ không phải là một công việc dễ dàng. Tuy nhiên, Robert Zubin, trong cuốn sách nổi tiếng về định cư trên sao Hỏa, The Case for Mars, đã phân tích chủ đề này bằng một góc nhìn lạc quan. Theo tờ Church Times, lập luận của ông là nếu trái đất có thể tự trở thành một hành tinh tự bền vững, thì điều tương tự cũng có thể được thực hiện với sao Hỏa. Trong thời kỳ sơ khai, trái đất không có khí oxy và cằn cỗi, giống như sao Hỏa bây giờ. Nhờ sự hiện diện của các sinh vật quang hợp, sử dụng hết khí carbon và thải ra khí oxy, thành phần khí quyển của trái đất đã được phát triển, dẫn đến sự tiến hóa của loài người. Vì vậy, nếu bầu khí quyển của sao Hỏa có thể được điều khiển làm cho nó trở nên đặc hơn và ấm hơn, về mặt lý thuyết, nó cũng có thể hỗ trợ sự sống. Tác giả Robert Zurin chỉ ra cách thức để biến sao Hỏa trở nên hiếu khách với con người. Ông cho rằng, câu trả lời có thể nằm trong hồ chứa khí carbon có trong tròm băng hoặc dưới bề mặt đất trên sao Hỏa. Khí carbon góp phần vào giữ nóng lên toàn cầu trên trái đất. Nhân loại có thể không muốn trái đất nóng lên, nhưng sao Hỏa có thể sử dụng một số khí nhà kính. Ông Zurin chỉ ra, việc giải phóng carbon, methane và sản xuất chlorofluorocarbon, CFC, có thể khiến bầu khí quyển sao Hỏa dài hơn, có thể giữ nhiệt và làm cho sao Hỏa ấm hơn. Để đạt được kỳ tích như vậy, ông Zurin đề xuất một số giải pháp sáng tạo. Đầu tiên là sử dụng gương quay quanh quỹ đạo để hướng nhiệt tới các khu vực cụ thể ở cực nam của sao Hỏa. Nhiệt độ tăng thêm 5 độ Kelvin sẽ có thể khiến băng khô bốc hơi, giải phóng khí carbon
Những chiếc gương cũng có thể sử dụng để làm tan chảy băng, tạo thành nước lỏng, có thể sử dụng trong các phản ứng sinh học. Một ý tưởng xa vời khác là xây dựng các nhà máy có thể giải phóng các halocarbon vào bầu khí quyển sao hỏa. Tuy nhiên, việc thiết lập các nhà máy có thể tạo ra một lượng khí đáng kể này cũng đòi hỏi một số tiền đáng kể. Đó là lý do tại sao một dự án như vậy dường như không khả thi. Giải pháp thứ ba là làm ô nhiễm sao hỏa bằng các vi sinh vật quang hợp như vi khuẩn. Điều này dẫn đến việc giải phóng amoniac và metan dưới dạng chất thải, góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính. Nếu bất kỳ ý tưởng nào trong số này có thể thành hiện thực trên sao hỏa, thì hành tinh đỏ có thể trở nên ít thù địch hơn đối với con người. Tuy nhiên, để có thể duy trì sự sống trên sao hỏa cần phải có kế hoạch cung cấp lượng lớn oxy cho bầu khí quyển. Thực vật biến đổi gen có thể thực hiện quang hợp trong điều kiện khắc nghiệt của sao hỏa, có thể là một giải pháp. Ý tưởng là tăng thể tích khí trong khí quyển từng chút một, và khi ấm lên, nó có thể hỗ trợ đời sống thực vật cao cấp hơn. Điều này diễn ra theo một chu kỳ và có thể tiếp tục cho đến khi tạo thành những điều kiện phù hợp với con người. Những người đầu tiên đặt chân lên sao hỏa sẽ phải xây dựng quần xã sinh học, nơi có thể tiến hành các thí nghiệm tiếp theo, và cây cối có thể trồng trong điều kiện được kiểm soát. Tuy nhiên, quá trình này sẽ mất hàng thế kỷ. Về mặt lý thuyết, mọi thứ dường như đều có thể xảy ra, và những tin tức gần đây về việc tàu vũ trụ Perseverance của NASA lần đầu tiên tạo ra oxy trên sao hỏa từ khí carbon đang cho chúng ta hy vọng rằng lý thuyết có thể được áp dụng vào thực tế. Sản xuất oxy từ bầu khí quyển 96% carbon dioxide của sao hỏa có thể là một lựa chọn khả thi hơn so với việc chiết xuất băng từ dưới bề mặt rồi điện phân để tạo ra oxy. Bước chân đầu tiên của con người trên sao hỏa sẽ chỉ là bước chân đầu tiên, còn một chặng đường dài phía trước, và sẽ rất thú vị khi xem câu chuyện đó diễn ra như thế nào trong tương lai gần. Chính phủ UAE cũng đã thiết lập một chương trình nhằm hướng tới việc xây dựng một khu định cư có thể sinh sống được trên sao hỏa vào năm 2117. Với việc đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo thành công mới đây, UAE đã trở thành thực thể thứ 5 đến được sao hỏa, cùng với NASA, Nga, cơ quan vũ trụ châu Âu và Ấn Độ. Trung Quốc cũng đã tham gia vào đường đua vũ trụ một ngày sau UAE, với việc đưa tàu thăm dò vào quỹ đạo sao hỏa trong sứ mệnh thiên vấn 1 của họ. Như vậy, không phải bây giờ, mà từ rất lâu nay, con người đã có kế hoạch biến sao hỏa trở thành nơi có thể sinh sống của con người. Cho đến bây giờ, chúng ta đã đặt những bước đi đầu tiên cho kế hoạch này. Hy vọng trong thời gian tới, chúng ta có thể tiến những bước đi xa hơn trong công cuộc chinh phục sao hỏa như chúng ta vẫn kỳ vọng, đúng không các bạn? Video của Khai Sáng hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.